Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 46. Bên cúi xuống, Nebo Khomin, tưởng nó chở trên loài thú, trên súc vật. Những vật mà các ngươi vốn thường khiêng đè nặng quá, làm cho súc vật mệt nhọc. Chúng nó cúi xuống, cùng nhau Khomin, đã chẳng cứu được gánh nặng của mình, và chính mình là bị bắt làm phu tù. Hỡi nhà Gia-cốp và hết thảy các ngươi là dân sót của nhà Israel, hãy nghe ta. Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sinh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi. Các ngươi so sánh ta cùng ai và coi ta bằng ai? Các ngươi lấy ai đọ với ta, đặng chúng ta được giống nhau? Kìa, họ móc vàng trong túi ra và lấy cân mà cân bạc, thuê thợ vàng dùng mà đúc một thần, rồi cúi mình thờ lại. Họ vác tượng ấy trên vai, đem đi đặt vào chỗ nó. Thần cứ đứng đó mà không rời khỏi chỗ nó nữa. Nếu có ai kêu cầu thì thần chẳng trả lời và không cứu khỏi nạn được. Hãy nhớ mọi sự đó, hãy rõ ra là đấng trượng phu. Hỡi kẻ phạm tội, hãy nghĩ lại, hãy nhớ lại những sự ngày xưa, vì ta là Đức Chúa Trời và chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng mưu của ta sẽ lập và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý. Ta gọi chim ó đến từ phương đông và gọi người làm mưu ta đến từ xứ xa. Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm hoàn thành. Điều ta đã định, ta cũng sẽ làm. Hỡi những người cứng lòng, xa cách sự công bình, hãy nghe ta phán. Ta làm cho sự công bình ta đến gần, nó chẳng xa chi, và sự cứu rỗi của ta sẽ chẳng chậm trễ. Ta sẽ đặt sự cứu rỗi trong Sion cho Israel là sự vinh hiển ta. Chương 47. Hỡi con gái đồng trinh của Babylon, hãy xuống ngồi trong bụi đất. Hỡi con gái người canh đê, hãy ngồi dưới đất, ngươi chẳng có ngôi nữa. Vì từ nay về sau, ngươi sẽ không được xưng là dịu dàng yểu điệu nữa đâu. Hãy lấy cối xay và đi xay bột. Hãy bỏ lúp, vén vạt áo đi, để trần chân đặng lội qua sông. Sự lõa lồ của ngươi phải tỏ ra, sự sỉ nhục ngươi sẽ bị thấy. Ta sẽ làm sự báo cừu không chừa ai hết. Đấng cứu chuộc của chúng ta, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, là đấng thánh của Israel. Hỡi con gái của người canh đê, hãy ngồi làm thinh, trốn trong nơi tối tăm, vì từ nay về sau, ngươi sẽ không được gọi là chủ mẫu của các nước nữa. Ta đã nổi giận nghịch cùng dân ta, làm ô uế sản nghiệp ta và phó hết chúng nó trong tay ngươi. Nhưng ngươi chẳng từng dùng sự thương xót đối với chúng nó, đã tra ách nặng trên người già cả. Ngươi nói rằng ta sẽ làm chủ mẫu luôn. Ngươi chẳng để những sự ấy vào lòng và chẳng nghĩ đến cuối cùng sự đó. Hỡi người sung sướng ở yên ổn, bụng bảo dạ rằng ta đây, ngoài ta chẳng còn ai. Ta sẽ chẳng quá bụa, chẳng biết mất con cái là gì. Này, bây giờ hãy nghe đây. Cùng trong một giây phút, trong một ngày, hai nạn ấy là sự mất con cái và sự quá bụa sẽ xảy đến cho ngươi. Hai nạn ấy sẽ đến đầy đủ trên ngươi khi ngươi làm tà thuật rất nhiều và có lắm quyền của phù chú. Ngươi cậy sự gian ác của mình và nói rằng chẳng ai thấy ta. Sự khôn ngoan thông biết của ngươi đã phỉnh dỗ ngươi, và ngươi tự nói trong lòng rằng ta đây, ngoài ta chẳng còn ai. Vậy nên tai vạ sẽ lâm trên ngươi mà chẳng biết từ đâu. Hoạn nạn sẽ đến cho ngươi mà chẳng trừ được. Sự hủy diệt xảy ra thình lình,
ngươi không thể liệu trước. Vậy ngươi hãy đứng lên, dùng những tà thuật với vô số phù chú mà ngươi đã lập từ khi thơ ấu. Có lẽ ngươi sẽ được lợi ích, và có lẽ nhân đó ngươi sẽ nên đáng sợ chăng? Ngươi đã nhọc sức vì cớ nhiều mưu trước. Vậy những kẻ hỏi trời xem sao, xem trăng mới mà đoán việc ngày sau. Bây giờ hãy đứng lên và cứu ngươi cho khỏi những sự xảy đến trên ngươi. Kìa, họ sẽ trở nên như rơm rạ bị lửa thiêu đốt. Họ sẽ chẳng cứu mình được khỏi quyền ngọn lửa. Lửa ấy chẳng phải lửa than để sưởi hay là lửa để ngồi kề một bên. Kìa, những sự mà ngươi đã làm khó nhọc thì đã trở nên như vậy. Những kẻ buôn bán với ngươi từ thuở nhỏ, ai về chỗ nấy, chẳng ai đến cứu ngươi hết. Chương 48. Hỡi nhà Gia-cốp là những người được xưng bằng danh Israel ra từ nguồn Giu-đa, hãy nghe đây. Các ngươi chỉ danh Đức Giê-hô-va mà thề, kêu cầu Đức Chúa Trời của Israel, nhưng chẳng lấy lòng chân thật và công bình. Vì họ lấy thành thánh làm danh mình và cậy Đức Chúa Trời của Israel, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ta đã phán từ xưa về những sự qua rồi, những sự ấy ra từ miệng ta và ta đã rao ra. Ta đã làm thình lình và những sự đó đã xảy đến. Hỡi Israel, vì ta biết ngươi cứng cỏi, gái ngươi là gân sắt, trán ngươi là đồng, nên ta đã phán những sự đó từ xưa, đã dạy ngươi về những sự đó trước khi chưa đến, kẻo ngươi nói rằng, ấy là thần tượng ta đã làm nên, tượng chạm hoặc đúc của ta đã dạy biểu mọi điều đó. Ngươi đã nghe rồi, hãy thấy mọi điều đó. Sao các ngươi không nói phô đi? Từ nay về sau, ta tỏ ra những sự mới là sự kín nhiệm ngươi chưa biết. Bây giờ, những sự đó mới dựng nên, không phải ngày xưa đã có. Trước ngày này, ngươi chưa nghe chi hết, kẻ ngươi nói rằng, này ta biết sự đó rồi. Không, thật ngươi chưa từng nghe, chưa từng biết, tai ngươi chưa mở ra, vì ta biết rằng, ngươi làm gian dối luôn, từ trong lòng mẹ đã được gọi là bội nghịch. Ta vì danh mình mà tạm nhịn giận ta, vì sự vinh hiển mình mà nhịn nhục đối với ngươi, đặng không hủy diệt ngươi. Này, ta luyện ngươi, nhưng không phải như luyện bạc, ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn. Ấy là vì ta, vì một mình ta mà ta sẽ làm điều đó, vì ta há để nhục danh ta sao? Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển ta cho thần nào khác. Hỡi Gia-cốp và ngươi Israel, ta đã gọi, hãy nghe lời ta. Ta là đấng đó, ta là đầu tiên và cũng là cuối cùng. Tay ta đã lập nền đất, tay hữu ta đã dương các tầng trời. Ta gọi đến, trời đất đều đứng lên. Các ngươi hãy nhóm lại hết thảy và hãy nghe. Trong vòng họ có ai đã rao ra những sự này không? Người mà Đức Giê-hô-va yêu sẽ làm điều đẹp ý Ngài nghịch cùng Babylon, và cánh tay người sẽ giá lên nghịch cùng người canh đê. Ta, chính ta đã phán và đã gọi người, ta đã khiến người đến, người sẽ làm thịnh vượng đường lối mình. Các ngươi hãy đến gần ta và nghe điều này. Từ lúc ban đầu, ta chưa từng nói cách kín dấu. Vừa lúc có sự ấy, ta đã ở đó rồi. Vả, bây giờ Chúa Giê-hô-va và thần của Ngài sai ta đến. Đức Giê-hô-va, đấng cứu chuộc ngươi, là đấng thánh của Israel phán như vậy. Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là đấng dạy cho ngươi được ích và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi. Than ôi, ước gì ngươi đã để ý đến các điều răn ta, thì sự bình an ngươi như sông và sự công bình ngươi như sóng biển. Dòng dõi ngươi như cát, hoa trái của ruột già ngươi như sạn, danh ngươi chẳng bị diệt, bị xóa trước mặt ta. Hãy ra khỏi Babylon, hãy tránh xa người canh đê, hãy cất tiếng reo vui mà rao tin này, tuyên bố và truyền ra cho đến nơi cuối cùng đất. Hãy rằng, Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp là tôi tớ Ngài. Khi Ngài dẫn họ đi ngang qua sa mạc, thì họ không khác, vì Ngài đã khiến nước từ vần đá chảy ra cho họ, đập bể vần đá thì nước văng ra. Những người ác chẳng hưởng sự bình an bao giờ,
Đức Giê-hô-va phán vậy. Thi Thiên 54. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy lấy danh Chúa mà cứu tôi, dùng quyền năng Chúa mà xét tôi công bình. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe các lời của miệng tôi. Vì người lạ giấy nghịch cùng tôi, người hung bạo tìm hại mạng sống tôi. Chúng nó không để Đức Chúa Trời đứng trước mặt mình. Này, Đức Chúa Trời là sự tiếp trợ tôi, Chúa là đấng nâng đỡ linh hồn tôi. Ngài sẽ báo ác cho những kẻ thù nghịch tôi. Xin hãy diệt chúng nó đi tùy sự chân thật Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ dâng cho Ngài của lễ tình nguyện, cũng sẽ cảm tạ danh Ngài, vì điều đó là tốt lành. Vì Ngài giải cứu tôi khỏi mọi nỗi gian truân, mắt tôi thấy sự báo trả cho kẻ thù nghịch tôi. Chương 3. Ấy bởi điều đó mà tôi, Phao-lô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu Christ. Và anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi. Thế nào bởi sự tỏ ra, tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại, là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành ấy, cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn vật. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Trong Ngài, chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách giản dị. Tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng. Điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy. Đấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha. Bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài, tuy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Vả Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyên Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Giê-xu Christ trải các thời đại, đời đời vô cùng. Amen. Chương 4. Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa. Khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi cao dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người.
Vả những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống, tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Vậy, này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giêsu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn.
Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.